ơi, cây lúa hai tầng đây này, bà con cũng thấy là cái rễ của nó là không phát triển nữa, là nó chết dần luôn. Xin chào quý khán giả cùng quý bà con. Thì hôm nay Thủ có dịp đến nhà của chú Út. Vừa rồi thì Thủ có chia sẻ một cái sản phẩm mới đến từ công ty Tân Thành, là sản phẩm Kabuto 500SC. Sản phẩm Kabuto 500SC là sản phẩm đặc trị cỏ chắc lát đến từ Nhật Bản và công ty Tân Thành phân phối độc quyền tại Việt Nam. Bây giờ Thủ xin mời quý bà con cùng quý khán giả cùng lắng nghe những chia sẻ của từ chú Út đã trải nghiệm sản phẩm Kabuto 500SC đến từ công ty Tân Thành. Trần Văn Tỷ ở ấp Hòa Thành, xã Hòa Hưng, vùng Viền, Kiên Giang. Nhà tôi làm được 4 hecta. Sau khi phun Kabuto trong vòng 3 ngày thì tôi thấy cỏ bắt đầu nó trúng rập và chết. Là chết trong vòng 7 ngày là không còn thấy cây cỏ nữa, coi như là chết mất xác luôn đó. Rồi sau khi mà cỏ khoảng 7-8 ngày sau thì cây cỏ mà nó mọc là lên nữa, nó ở dưới đất mình nó mọc lên đó, thì nó vẫn bị trúng rập của thuốc, nó chết trắng như gì nè, bà con vẫn thấy đó. Đó. Đây là cây cỏ sau dịch 8 ngày. Theo tôi thì cái điểm tôi khó nhất là nó diệt cỏ lâu dài, nghĩa là nó dẫn tới 20 mấy ngày cây cỏ nó lên nó vẫn bị trúng độc, nó chết. Tôi cũng xin chia sẻ thêm với bà con cái Kabuto theo tôi xịt đó, thì cái lúa cơi gọi là lúa nền, lúa hai tầng đó, nó cũng chết. Mình xử lý trong vòng 3 ngày thì cây lúa cỏ của mình đó là nó khoảng 2 lá thì bắt đầu là nó chết từ tim, chết xuống, nó cũng chết theo y gan như cây cỏ mà chát lát vậy. Đây là bà con cũng thấy nè, mấy cây cỏ mà lúa cơi đó tôi xịt là nó chết hết rồi, theo cỏ là nó mất rồi. Còn cái này là 8 ngày sau là bây giờ nó vẫn trúng độc. Bây giờ bà con cũng thấy cây lúa nó sắp chết. Đây là cây lúa cơi, cây lúa hai tầng đây. Này bà con cũng thấy là cái rễ của nó là không phát triển nữa, là nó chết dần luôn. Theo tôi là tôi đánh giá cái Kabuto này là nó vừa diệt cỏ và vừa diệt hai tầng là khoảng 95%. Thì tôi đã có trải nghiệm qua rồi thì tôi thấy thực tế nó đạt 95%, nên tôi chia sẻ thông tin này cho bà con nông dân. Bà con cứ yên tâm xài cái sản phẩm Kabuto này của công ty Tân Thành. Tân Thành cho năng xuất xanh.